Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài bình luận canh thức dùm. Mới đây báo chí ở trong nước lại khoe khoang. Ngày 16 tháng 9, thì Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Bình Minh cùng với Ngoại trưởng Trung Cộng là Vương Nghị đã thảo luận cùng với ASEAN trong phiên họp lần thứ 11, Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương nhằm thúc đẩy việc thống nhất kiểm soát tốt những bất đồng ở trên biển, duy trì hòa bình và tiếp tục tinh thần hợp tác bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Và trong mỗi lần gặp nhau, Tàu Cộng không quên nhắc nhở Việt Cộng 16 chữ vàng và 4 tốt, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, hữu nghị láng giềng, hợp tác toàn diện, và là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Để chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối thì Việt Cộng đã đồng ý khai thông cửa biên giới Chi Ma và Ái Điểm tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Tây. Phó Bí thư Khu ủy Quảng Tây là Tôn Đại Sĩ khẳng định rằng Việt Nam và Quảng Tây núi liền núi, sông liền sông, giao thương đi lại mật thiết. Và để cho sự giao thương với Tàu Cộng được thuận tiện hơn, Việt Cộng đã cho phép doanh nghiệp và người dân tại 7 tỉnh biên giới giáp với Trung Cộng được phép sử dụng đồng nhân dân tệ. Trong các giao dịch xuất nhập cảng bắt đầu từ ngày 12 tháng 10 năm nay, tuy ấn định là ngày đó nhưng thật tình là đồng tiền của Tàu đã được sử dụng nhiều khu vực đã lâu lắm rồi. Ngoài củng cố cái gọi là tình hữu nghị với láng giềng Tàu Cộng, Việt Cộng cũng đã không quên mẫu mực thủy chung với đồng chí Cuba. Như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi tiếp đón Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba là Salvador Valde Mesa tại Hà Nội hôm 13 tháng 9. Ông ta nói rằng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam bày tỏ lòng tri ân đối với lãnh tụ Fidel Castro, Đảng và Nhà nước, Nhân dân Cuba anh em, đồng thời là dịp để cho hai nước tôn vinh mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa Việt Nam và Cuba, để chứng tỏ sự thủy chung và cũng nhằm kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tháng 9 năm 1973. Một công viên Fidel Castro với tượng đài có tên lãnh tụ Cộng sản Cuba ở Quảng Trị khánh thành ngày 15 tháng 9. Như vậy, cứ mỗi lần chứng tỏ sự biết ơn đối với nước láng giềng Cộng sản thì Đảng và Nhà nước lại dâng thêm một dự án có lợi cho ngoại bang, lại tốn thêm một số tiền lớn từ ngân khố quốc gia, mặc cho người dân yêu nước phản đối, mặc cho dân chúng đói khổ triền miên. Theo lời của Trần Đăng Thanh, đại tá, phó giáo sư tiến sĩ thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Bộ Quốc phòng, trong một buổi giảng tại trường cao đẳng cộng đồng ở Hà Tây đã phát biểu rằng, trong 4 năm kháng chiến chống Pháp, 21 năm chống Mỹ, nhân dân Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc đã nhường cơm, xẻ áo, dành cho chúng ta từ hạt gạo, từ khẩu súng, từ đôi dép để chúng ta giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp và thắng Mỹ. Như vậy chúng ta không quên là họ đã từng xâm lược chúng ta, nhưng chúng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa, không quên được Trung Quốc trong hai điều nói trên. Do đó, để tri ân binh sĩ Trung Quốc giết hại lính Việt Nam chết thảm dọc theo biên giới, chúng cho xây dựng những tấm mộ bia đời đời nhớ ơn Trung Quốc. Còn để thể hiện lòng tri ân vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dân máu của mình, Việt Nam đã tặng Cuba 5.000 tấn gạo cho Cuba, gọi là món quà đoàn kết của nhân dân Việt Nam tặng cho nhân dân Cuba anh em. Và khi Fidel Castro chết, Việt Nam đã làm quốc táng rất long trọng cho tên độc tài khét tiếng này. Nay lại dựng tượng Fidel Castro để đời đời nhớ ơn đồng chí Cuba. Sự thật tài liệu chứng minh là Cuba đã bán máu cho Việt Nam chứ không phải là hiến tặng, mà máu bán cho lính Việt Nam là máu của tù nhân Cuba. Theo lệnh của Fidel Castro, 166 người tù đã bị rút 3 lít rưỡi máu mỗi người và bán cho Việt Nam là 100 đô la cho mỗi lít. Sau khi bị lấy máu, những tử tội trong tình trạng thiếu máu não, bị tê liệt bất tỉnh và bị đem đi thủ tiêu. Bán máu cho Việt Nam Cuba được 3 cái lợi: thu ngoại tệ, diệt đối lập và đồng thời đóng góp công sức xâm lăng miền Nam. Và câu mà báo chí Cộng sản cũng hay nhắc nhở khi nói tới Cuba đã sát cánh trong công cuộc xâm lăng này: khi Việt Nam ngủ thì Cuba thức. Quả đúng là Đảng Cộng sản Việt Nam đang say ngủ cho nên có những chuyện oái oăm xảy ra.
Tuy nhiên, đã có đồng chí Cuba đang thức để canh giùm xem anh bạn láng giềng tốt, bạn bè tốt đang duy trì tình hữu nghị, láng giềng, hợp tác toàn diện tới đâu rồi. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.